Giỏi quá. Con rùa làm sao? Bao nhiêu rùa thơ đó? Em con rùa mới đi coi coi. Để đây nha. Con rùa làm sao? Cố lên. Con xoay nó lại, con xoay nó lại. Được không? Đây, đây mày mượn đi. Nè, để nó qua đây. Nè, con bỏ xuống đây. Rồi, cầm cái này con ngực lên. Con cầm cái này nè. Rồi, con bỏ vô đi. Làm lại. Nhẹ thôi, nhẹ nhẹ. Giỏi, yeah. Giỏi tay. Yeah, rồi tiếp theo nha. Rồi, lại cho mi coi con sóc đi. Con sóc làm sao? Con sóc làm sao? Đầu đuôi nha. Upside down rồi con, nó bị ngược rồi đó. Thôi cũng được, không sao. Được không? Bỏ dưới đất, con bỏ dưới đất á. Cố lên. Không được hả? Bỏ xuống lại mày chỉ cho, bỏ xuống. Con bỏ dưới đó á, con bỏ dưới đây. Ừ, con sắp. Nè mày. Không được rồi đó, được rồi đó. Không được hả? Giờ con xoay lại bây giờ nè. Cái này upside down nó để ngược đúng không? Upside down you turn, turn. Con xoay lại đi coi coi dễ hơn không? Chết cha. I'm sorry. Không phải, cái này của con khỉ. Is it a monkey? Is it the swallow? I'm sorry, that's why it doesn't come together. Chết cha, đồ lộn cái con. That's why you cannot do it. I'm sorry. Thôi làm lại nè. Nè, đưa cho con khỉ. Rồi làm con khỉ đi. Hèn chi đấy, không được đâu, phải con sóc đâu. Đúng rồi, giỏi. Rồi con sóc đây. This is squirrel right here. Để sóc mi coi coi. Đây mượn đi, để sóc mi coi coi. He do squirrel. Đâu ở đâu, where's the head? That's the tail, where's the head? Con đầu ở đâu? Đầu đâu? Con ngồi dưới đất, các bạn đã ngồi slide khó lắm. Nè, sit on the floor. It's hard to sit on the... Đừng ngồi lên đây, ngồi lên... Slide khó rét không con? Được á. One more and then we're done. Làm một con nó xong rồi thôi, xong rồi thôi. Làm đi. À, con đi ra mình làm cho con coi, con đi qua kia. Ok, ngồi. Sit right there. Tự làm ha. Thôi, không làm. Thôi, rồi, mình đã làm nữa không? One more. Làm nó đi, làm một con nữa xong rồi mình nghỉ. Làm cho mình coi coi. Không làm nữa ha, ok. Bye bye. Mình đã say bye bye. Bye bye. Ok, bye bye.